Hello hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đây là một ngày mà có đầy bất ngờ luôn các bạn. Không phải là chỉ riêng chúng ta nói về cái tài liệu liên quan tới giá cả mà chúng ta cũng có rất nhiều những cái tin tức. Và đặc biệt là chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để mà nói về Celsius ngày hôm nay thì có thông tin gì lớn không phải là thuận muốn nói về cái chuyện mà Celsius đã trả hết cái nợ đai của mình hay không thì không phải đâu các bạn đó chỉ là một cái chuyện nhỏ mà thôi hôm nay chúng ta lại có nhiều cái thông tin cực kỳ lớn liên quan tới Celsius và đặc biệt đó là họ đã chính thức bị một công ty kiện và trong cái đơn kiện này đó cái công ty đó đã cáo buộc Celsius là một cái hoạt động Ponzi là một công ty lừa đảo thì thông tin này là như thế nào đó là điều mà thường sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay và bây giờ là khoảng 8 giờ 20 phút tối giờ Cali Và hôm nay đó là ngày 7 tháng 7 ở Hoa Kỳ là ngày thứ năm Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày 8 tháng 7 ngày thứ sáu rồi Và ngày mai đó là cuối tuần thuận bận một chút công việc tối mai Cho nên sẽ không có video để mà chia sẻ với các bạn Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Nhưng mà chúng ta hãy nói chung tình hình của thị trường tài chính đi Hôm nay cũng không có nhiều cái thông tin chúng ta đi sau đâu về tình hình kinh tế vĩ mô, tại vì chúng ta thấy được là kết quả đó ở các chỉ số đã tăng mạnh hôm nay, chúng ta nhìn vào chỉ số Nasdaq đó đã tiếp tục hồi phục thêm 2,28%, S&P 500 đó, uh, tăng 1,5% và Dow Jones tăng 1,12%. Pre-market thì hiện bây giờ đỏ một chút, chúng ta thấy được là Nasdaq Future ra xuống 0,42%. S&P Future xuống ít hơn xuống 0,3% và Dow Future xuống thấp nhất là 0,24% hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy được là dầu đó thì vẫn giữ cái mức là khoảng 100 đô nói chung thì cũng xuống so với lại vài tuần trước đó nhưng mà hôm qua chúng ta đã thấy dầu xuống dưới 100 đô cho một thùng dầu còn về vàng thì sao vàng thì các bạn thấy là vẫn đứng ở một chỗ ở mức là 1740 đô hiện tại về crypto đó thì các bạn cũng đã thấy được là BTC đã đi trở lại ở mức là 22.000 đô Chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa Khi mà nói tới thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ ngày hôm nay đó Có phải là chúng ta có thông tin gì mới hay là không Mà chúng ta lại thấy là xanh như vậy Thật ra không phải đâu các bạn Chúng ta thậm chí nhận được những thông tin tiêu cực đến từ Fed Chúng ta hôm nay đây đã có hai cái lời phát biểu đến từ hai cái người làm việc cho Fed đó. Một người là chủ tịch, một người là thống đốc của Fed đó chính là Waller và Boyer. Hai người này đó đã đưa ra một cái thông báo đó chính là Fed đương nhiên sẽ tiếp tục để mà chống lại lạm phát và trong cuộc họp tháng 7 này đó, hai người này nói là họ sẽ ủng hộ Fed tiếp tục tăng lãi suất 0,75% và trong cuộc họp kế tiếp từ tháng 9 sẽ tăng 0,5% thì đối với những cái lời phát biểu này đó chúng ta cũng đã thấy được là mọi người cũng đã có cái sự chuẩn bị rồi tại vì à, chủ tịch John Powell cũng đã từng nói là tháng 7 này chúng ta sẽ có cái sự tăng trưởng phần trăm lãi suất của Fed là tăng thêm 0,5 đến 0,75 cho nên những cái câu nói này đó tuy là không có tốt đối với lại cái sự tăng trưởng lãi suất nhưng mà chúng ta cũng thấy được là những cái nhà đầu tư đó hầu nhiều họ cũng đã quen với những câu nói này rồi và cũng không có gì khác so với lời phát biểu của chủ tịch John Powell cách đây vài tuần và và kế tiếp chúng ta có một thông tin khác cũng không liên quan trực tiếp lắm đâu đó là thông tin à, là cái thủ tướng của nước Anh Boris Johnson cũng đã từ chức ngày hôm nay thì những mà nào mà theo dõi cũng đã biết có một cái sự kiện gọi là party gate thường cũng không có theo dõi chi tiết cho nên cũng không có thể chia sẻ với các bạn được nhưng mà theo đơn hiểu đó là trong khoảng thời gian vài ngày qua đó có rất là nhiều những cái nhân viên cấp cao của chính phủ của nước Anh cũng đã từ chức liên quan đến một sự kiện gọi là Party Gate. Nhưng mà cái mà tôi muốn chia sẻ đây đó là thật ra chúng ta cũng chưa biết cái sự ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước Anh là sẽ như thế nào. Tại vì nước Anh cũng giống như là ở Hoa Kỳ thì bây giờ đang đối đầu với lại một cái phần trăm lạm phát rất là cao. Khi mà có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Còn về crypto các bạn đã thấy được hôm nay đây cũng có một cái sự hồi phục tiếp tục Chúng ta thấy được là giá của BTC đó đã tăng lên tới cái mức cao cách đây khoảng chừng là 2 tiếng một hồ đó là khoảng chừng 22.500 đô Bây giờ chúng ta vẫn đang ở mức là hơn 22.000 đô hiện tại và trong lúc mà tăng trưởng gì đây thì các bạn đã thấy được là cũng có khá là nhiều lệnh suất bị thanh lý trong thời gian chỉ có 35 phút thôi chúng ta đã có 18,2 triệu đô la lịch suất bị thanh lý rồi. Và những cái đồng khác đó thì ra sao chúng ta có thể thấy được là Ethereum cũng tăng phần trăm tương tự như BTC. Trong giờ một ngày qua đã tăng 7% rồi. Chúng ta cũng thấy được là bnb tăng ít hơn một chút, tăng 2,6%. XRP tăng phần trăm tương tự. Nói chung là phần lớn thị trường hôm nay là màu xanh. Những đồng mà tăng nhiều nhất trong tháng 100 này là chúng ta có av tăng 16% và Internet Computer tăng 13% Còn xuống nhiều nhất đó, chúng ta có Tencent xuống 6,7% Còn lại thì cũng không có những đồng nào gọi là xuống nhiều đâu các bạn Nhưng mà thông tin mà lớn nhất mình muốn chia sẻ với các bạn đó Có phải là có thông tin gì tốt dẫn đến giá tăng hay không Thì chúng ta không thấy một cái thông tin nào lớn mà tốt hết Thì thông tin mới nhất chúng ta đã thấy được là cuối cùng đó Sausage cũng đã hoàn thành thanh toán cái khoản vay thế chấp Bitcoin và không còn khả năng bị thanh lý nữa các bạn đã nhớ là sau sự sử dụng một số lượng Bitcoin họ đổi ra thành WBTC nghĩa là Bitcoin thế chấp trên mạng lưới và sau đó họ dùng cái số tiền đó làm thế chấp rồi mượn đồng đai và có khả năng là họ bị thanh lý chúng ta nói tới khá nhiều trong vòng mấy ngày qua rồi thì sẽ không có lặp lại trong video này nhưng mà cuối cùng thì họ cũng đã trả hết cái số nợ đó điều mà quan trọng ở đây đó khi mà các bạn thấy là họ thông qua những cái ứng dụng phi tập trung để mà vay mượn như vậy đó thì nếu như mà họ bị thanh lý có nghĩa là ứng dụng đó sẽ thông qua những cái sàn DAX để mà bán cái số lượng Bitcoin đó và đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến giá cả của thị trường tại vì khi mà giá của sàn dex mà khác với cái giá của thị trường hiện tại đó như những sàn lớn như là binance, bybit vân vân thì cái mà chúng ta sẽ thấy đó là sẽ có nhiều người lợi dụng cơ hội đó để mà mua những cái bitcoin cái giá rẻ trên những sàn dex những sàn phi tập trung đó rồi sau đó họ sẽ lấy cái số bitcoin đó đem trên những cái sàn tập trung rồi họ bán sau đó giá nó sẽ cân bằng trở lại nhưng mà khi làm như vậy thì đương nhiên giá của BTC cũng sẽ bị ảnh hưởng và có khả năng là đi xuống đó là cái sự lo sợ mấy hôm nay đối với là nhiều người nhưng mà cuối cùng họ cũng đã hoàn trả cái số tiền này và lấy lại cái số bitcoin của họ nhưng mà ngay sau đó đó các bạn đã thấy được là Weller lại chia sẻ là chúng ta có cái số lượng rất lớn rap BTC À, di chuyển khoảng chừng là 510 triệu đô la di chuyển từ Celsius lên trên sàn FTX. Đây là cái thông tin không phải là mới mà thông tin này đã, đã được chia sẻ bởi Well Alert à, hồi sáng này, hồi 9 giờ sáng có nghĩa là khoảng chừng gần như là 11 tiếng đồng hồ vừa qua rồi. Cho tới bây giờ chúng ta thấy được là vẫn chưa có động thái gì về giá cả của Bitcoin hết. Thậm chí chúng ta thấy được là từ sáng tới bây giờ đó giá tiếp tục có cái sự hồi phục trở lại. Chúng ta tiếp tục để ý vấn đề này mà thôi có phải là cái số lượng wrap BTC này là cái số lượng mà Celsius vừa lấy được sau khi mà trả hết số nợ này hay là không mà có phải họ đem lên trên sàn FTX để mà bán hay là không thì theo tôi hiểu đó là phần lớn cái số lượng tiền này là cái số lượng tiền gửi của của khách hàng không biết là họ lấy cái số Bitcoin đó khách hàng gửi làm thế chấp hay là họ dùng những đồng khác mà khách hàng gửi sau đó họ đổi ra thành BTC hay là wrap BTC rồi mới dùng làm thế chấp bây giờ họ đem lên FTX để mà đổi lại cái đó thường không có rõ chúng ta chỉ biết được là đây là chuyện đã xảy ra hơn khoảng chừng là 11 giờ trước đây nhưng mà cái thông tin lớn hơn liên quan tới Celsius đó chính là có một người ở trên uh, Twitter đó đã chia sẻ một cái tin rất là giật gân các bạn đây là cái thông tin liên quan tới việc là Celsius là một cái công ty gian lận là một cái công ty lừa đảo họ là một cái chiến lược Ponzi thì một người có tên là Jason Stone đó đã chia sẻ người này là người mà đứng sau lưng cái địa chỉ ví 0xB1 đây là địa chỉ ví mà họ quản lý cho Celsius và lý do tại sao mà họ nghĩ Celsius là một cái cho lừa đảo, một cái Ponzi scheme thì để thằng chia sẻ với các bạn trong video này. Mà ngay sau đó đó thì Jason Stone cũng đã chia sẻ là họ đã chính thức kiện công ty Celsius. Jason Stone đó là người đứng sau lưng một công ty có tên là KeyFi và họ đã chính thức kiện công ty Celsius ở quận New York, ở tiểu bang New York thì chi tiết ra sao? Thì trước hết chúng ta hãy nói về cái thuyết được chia sẻ bởi Jason Stone mà bây giờ được chia sẻ khắp nơi ở trên Twitter đi. Các bạn thấy được là trong thời gian ngắn thôi mà đã có tổng cộng hơn 1.500 lượt chia sẻ và rất nhiều những comment hiện tại và có tới 3.700 lượt like trong khi mà cái thuyết này đó rất là dài và thường những cái thuyết dài thì người ta không có chia sẻ hay là comment nhiều như là những cái thuyết ngắn đâu nhưng mà cái thuyết này chỉ mới đăng trong thời gian chỉ có 6 giờ thôi mà đã có nhiều người chia sẻ như vậy rồi và thường cũng muốn chia sẻ với các bạn trước hết về cái thuyết này sau đó chúng ta sẽ nói tới là cái đơn kiện này đó chủ yếu là tóm tắt ra sao, tại sao họ lại nói là Celsius là một cái đơn vị lừa đảo là một cái trò Ponzi. Thì để thường nói với các bạn, trước hết ta chúng ta hãy nói tới cái thuyết đi. Chào mọi người, tôi là Jason Stone và từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, tôi đã lãnh đạo một nhóm người tài năng quản lý địa chỉ ví ZXB1 đây là địa chỉ ví của Celsius. Và trước khi mà quản lý 0 1 tôi đã dành nhiều năm trong lĩnh vực Proof of Stake để tạo ra các chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận. Vào năm 2019 tôi thành lập một công ty có tên là Keyfi và đây là một công ty đã chuyên viết phần mềm và chiến lược để có thể kiếm được lợi nhuận đến từ những cái hệ thống Proof of Stake. Khi mà thảo luận với Celsius vào giữa năm 2020 đó, Celsius bắt đầu mua lại tài sản và nhóm của Keyfi. Sau đó đó tôi dùng Keyfi triển khai cái chiến lược DeFi và staking cho đội của Celsius thì khi mà mua lại một công ty đây giống như trong trường hợp này đó thì cũng bình thường thôi khi mà Celsius mua lại Keyfi thì họ đòi hỏi cho hợp đồng đó là cái đội của Keyfi sẽ tiếp tục ở lại để mà hỗ trợ chiến lược cho họ đây cũng là một chuyện mà chúng ta thường thấy trong kinh doanh và họ nói tiếp là vào tháng 8 năm 2020 thì địa chỉ ví 0xv1 được tạo ra và cùng với nhiều địa chỉ khác và Celsius gửi tiền của khách hàng vào các địa chỉ này cho chúng tôi quản lý. Có nghĩa là sau khi tạo địa chỉ ví này đó, họ gửi tất cả tiền khách hàng gửi cho họ vào những địa chỉ ví này và được quản lý trực tiếp bởi đội KeyFi này. Ngay sau đó đó thì Celsius đã chia sẻ khóa cá nhân của các địa chỉ ví với chúng tôi và trong những tháng tiếp theo đó đã chuyển hàng trăm triệu đô la tiền gửi của khách hàng cho chúng tôi để bắt đầu đầu tư. Vào thời điểm Celsius và KeyFi chia tay đó, có nghĩa là cuối cùng hai bên đã tan rã. Vào năm 2021 đó, lúc đó thì KeyFi đã quản lý gần 2 tỷ đô la tài sản cho công ty Celsius. Cái nhóm quản lý rủi ro của Celsius, các bạn thấy đây là một điều khá là mắc cười tại vì Celsius không có nhóm quản lý rủi ro cho nên họ mới dẫn đến tình trạng ngày hôm nay. Nhưng mà trong cái thuyết này nói là cái nhóm quản lý rủi ro của Celsius đã theo dõi các chiến lược đầu tư và hiệu sức của chúng tôi bằng cách sử dụng những cái như là Hedge Guard và DeBank Và họ đảm bảo với chúng tôi rằng là một phần của việc giám sát này thì các nhóm giao dịch của họ, nghĩa là của công ty Celsius đã có bảo hiểm đầy đủ cho bất kỳ khoản lỗ vô thường nào có nghĩa là impermanent loss nhưng mà nào mà thường cung cấp tính thanh khoản cho những dùng DeFi đó thì cũng đã biết rồi có nghĩa là hiểu đơn giản đó thường có làm những video chi tiết hơn ở trên channel Thuận Capital nhưng mà khi các bạn tham gia vào cung cấp tính thanh khoản đó thì các bạn phải cung cấp hai cái token và trong bất kỳ trường hợp nào đó khi mà các bạn đổi token trở về như cũ đó thì có thể là bị lỗ tại vì có thể trong trường hợp mà nhiều người chuyển hết qua một loại token đó, mà token đó bị giảm giá thì các bạn đổi cho về các bạn cũng sẽ bị mất tiền hơi khó hiểu nhưng mà các bạn có thể hiểu đây là một trong những cái rủi ro căn bản nhất mà một người tham gia vào cung cấp tính thanh khoản để mà lấy lợi nhuận cần phải hiểu trên những ứng dụng DeFi và đây là một cái rủi ro tiềm ẩn từ các hoạt động DeFi và sao sẽ nói đó là họ cũng đã hiểu được và họ cũng đã có bảo hiểm từ các hoạt động của chúng tôi trong các pool thanh khoản họ cũng đảm bảo với chúng tôi rằng họ có quản lý rủi ro và phòng ngừa rủi ro những biến động về giá token. Nhưng mà vào cuối tháng 2 năm 2021, chúng tôi phát hiện ra sau sự đã nói dối chúng tôi họ đã không bảo hiểm rủi ro cho các hoạt động của chúng tôi cũng như là không bảo hiểm rủi ro cho những biến động về giá của tiền điện tử. Toàn bộ danh mục đầu tư của công ty đã, đã tiếp xúc trực tiếp với thị trường mà không có chiến lược quản lý rủi ro nào. Sau khi thấy những vấn đề lớn này đó và những vấn đề khác liên quan, trong các hoạt động của công ty thì chúng tôi đã thông báo cho Celsius rằng chúng tôi muốn chấm dứt mối quan hệ của mình. Đó là vào tháng 3 năm 2021, chúng tôi nói với Celsius rằng chúng tôi sẽ làm việc với họ để đóng các lệnh của chúng tôi trong những tháng tiếp theo. Đến tháng 4 năm 2021 đó, giá trị tài sản do chúng tôi quản lý đã tăng hơn 800 triệu đô la các bạn thấy được là sao tăng rất là nhiều và họ lấy được rất nhiều tiền đến từ khách hàng tại vì có nhiều cái người tin tưởng công ty sales này nhưng mà khi chúng tôi đóng các lệnh DeFi đó thì sao phải chịu tổn thức impermanent loss cái tổn thức mà Thuận vừa chia sẻ với các bạn lúc đầu đó họ tin rằng impermanent loss là bằng chứng của việc DeFi ăn cắp và buộc tội tôi là kẻ chậm nếu như mà sau không hiểu impermanent loss một cái khái niệm căn bản như vậy thì họ nghĩ là vấn đề rủi ro là cực kỳ cao và họ còn nghĩ đây là tại vì khi fan cấp tiền thực ra không phải đó là cách hoạt động khi mà các bạn cung cấp tính thanh khoản và một ứng dụng defi mà không cẩn thận nó sẽ gặp vấn đề này sau đó đó họ đã chấp nhận sự thật cuối cùng họ cũng hiểu được impermanent loss là gì nhưng mà tuyên bố rằng tôi phải chịu trách nhiệm về các tổn thất họ hoàn toàn phớt lời thực tế rằng họ có khả năng hiển thị đầy đủ tất cả các chiến lược giao dịch do Kifa triển khai và hứa sẽ phòng ngừa rủi ro đó có nghĩa là bây giờ đó thì sau sau khi mà bị lỗ đó thì đổ lỗi cho Kifa nhưng mà họ hoàn toàn quên rằng là tất cả những gì họ đã hứa ban đầu là họ sẽ kiểm tra giao dịch và theo dõi giao dịch để phòng ngừa rủi ro đó là lời hứa của họ tôi đã cố gắng âm thầm giải quyết cuộc tranh chấp này với Sales trong hơn một năm qua căn cứ vào các hợp đồng mà Celsius đã đăng ký với KeyFi đó Họ nợ KeyFi một khoản tiền đáng kể Tại vì đương nhiên công ty KeyFi đó được mua bởi Celsius Nhưng mà những người mà làm việc cho họ nên thì đâu có làm việc free đâu Cần phải được trả tiền Và chúng tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề này với họ Tại vì bây giờ Celsius không chịu trả tiền cho KeyFi Bất cấp chúng tôi nói gì Và chúng tôi tin rằng bởi cái lỗ hỏng lớn trong bản cân đối kế toán của họ có nghĩa là họ đã bị lỗ một số tiền lớn cho nên bây giờ họ dùng cái đó đó để làm cái cớ để mà không trả tiền Sausage đã từ chối thừa nhận sự thật hoặc những thất bại của họ trong quản lý rủi ro và kế toán thay vào đó họ đã đổ lỗi cho chúng tôi với nhiều nghi ngờ của cộng đồng về tính thanh khoản của công ty đó tôi đã làm đơn kiện Sausage để giải quyết vấn đề này thì bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói về chi tiết cái vụ kiện này như thế nào và tại sao để đưa kết luận đối với lại công ty KeyFi này họ nói là sao là một cái hệ thống Ponzi. Cái này ra tôi muốn chia sẻ với các bạn là hiện bây giờ đó đây là đơn kiện của công ty KeyFi mà thôi. Không hẳn là sự thật, chúng ta nhất định là cần phải chờ đợi cho đến khi nào mà tòa án giải quyết có người làm chứng vân vân chúng ta mới biết được sự thật như thế nào đây chỉ là một phần của cái bên kiện mà thôi nhưng mà tôi nghĩ cũng cung cấp nhiều thông tin thú vị mình không muốn chia sẻ với các bạn chúng ta nói tới tóm tắt vụ kiện này đi thì tổng cộng đó là chúng ta có là 14 phần nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô thai trang hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coi98 ngay hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi98 Thì phần đầu tiên là gì? Phần đầu tiên đó, thì họ đã bắt đầu nói là Southsys nợ hàng triệu đô la theo thỏa thuận phân chia lợi nhuận để được ký kết giữa KeyFi vào tháng 1 năm 2021 tranh chấp đó trở nên gây gắt khi mà KeyFi phát hiện ra rằng Celsius đã tận dụng tiền gửi của khách hàng để thao túng thị trường crypto và đã không thực hiện được các biện pháp kiểm soát kế toán cơ bản gây nguy hiểm cho các khoản tiền gửi và đã không thực hiện được những lời hứa với lại KeyFi. Kế tiếp họ nói là Celsius gây ra thiệt hại không chỉ cho Kipai mà còn hàng trăm nghìn người sử dụng nền tảng của Celsius vì Celsius từ chối thực hiện các yêu cầu rút tiền của hàng tại vì các bạn đã thấy là Celsius đã từ chối không cho khách hàng rút tiền nơi gần như cả tháng nay rồi kế tiếp thứ ba họ nói là Celsius vận hành như là một nền tảng cho vay tiền điện tử để nhận tiền gửi tài sản tiền điện tử từ những người tiêu dùng mà đang tìm cách kiếm được tiền lãi từ việc nắm giữ crypto của họ việc kinh doanh của họ bị phụ thuộc và việc họ sử dụng nhóm tài sản này để tạo ra thu nhập bằng cách đó là một là họ cho người khác vay những tài sản đó hai là họ đầu tư tiền vào thị trường tiền điện tử do đó đó lợi nhuận của họ phụ thuộc và việc là họ kiếm được thu nhập cao hơn cái số tiền họ cần phải trả cho người tiêu dùng đó là cách hoạt động của Celsius tại vì nếu như không kiếm được cái số tiền nhiều hơn là lợi nhuận mà họ phải trả cho người tiêu dùng thì lấy đâu tiền để mà trả cho người tiêu dùng trước khi mà hợp tác với Keyfi đó Celsius không có chiến lược đầu tư thống nhất thay vào đó họ đang tuyệt vọng tìm kiếm một khoản đầu tư tiềm năng có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với tiền họ nợ người gửi tiền. Thì cái câu nói này đó đối với lại KeyFi thì họ đang cáo buộc Celsius là đưa ra một lời hứa với lại những người gửi đó là họ sẽ cung cấp là một năm trả bao nhiêu phần trăm lợi nhuận nhưng mà thật ra Celsius lấy cái tiền đó mà không có bất cứ một chiến lược nào hết để kiếm được tiền, cho nên họ đang tuyệt vọng tìm kiếm một cách nào đó để kiếm được tiền để có thể là kiếm được lợi nhuận trả cho người đầu tư. Nếu như không đó, thì họ sẽ phải sử dụng các khoản tiền gửi mới để trả lại nợ cho các khoản tiền gửi trước đó. Đây là một hình thức cổ điển, một kế hoạch Ponzi nghĩa là lấy tiền những người mới gửi vào để mà trả tiền những người cũ mà họ cần phải trả cho họ khi họ rút ra. Các thông tin gần đây cho thấy đó là Celsius không đủ tài sản để đáp ứng các lệnh rút tiền, cho thấy rằng Celsius trên thực tế đang vận hành một kế hoạch Ponzi. Jason Stone là giám đốc điều hành và là người sáng lập của công ty Keyfile là công ty tiên phong các chiến lược triển khai tài sản tiền điện tử hiện đại từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021 thì Jason Stone đã quản lý hàng tỷ đô la đầu tư tài sản tiền điện tử cho công ty Celsius và trong phần lớn thời gian đó đó các bên hoạt động mà không có bất kỳ một thỏa thuận chính thức bằng văn bản nào đây điều thường rất là khó hiểu nếu như mà một công ty làm việc và cái số tiền lớn như vậy đã tính tới hàng tỷ đô la thì tại sao không có bất cứ một văn bản nào đây là một điều mình cảm thấy là khó hiểu đây nhưng mà thay vào đó đó thừa nhận rằng họ đã tham gia vào một doanh nghiệp vì lợi ích chung dựa trên cơ sở tôn trọng và tin tưởng có nghĩa là chỉ thông qua lời nói mà thôi không bất cứ có một cái thỏa thuận được ký tên nào hết giữa hai công ty này từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021 đó, KeyFi đã tạo ra hàng trăm ngàn triệu đô la lợi nhuận vì lợi ích chung của các bên. Những lợi nhuận đó đến dưới dạng là phí giao dịch token reward và các tài sản đáng giá khác có nghĩa là họ dùng số tiền để mà tham gia vào có thể cung cấp tính thanh khoản cho DeFi thì khi mà người ta trade thì có thể lấy được cái giao dịch có thể nhận được cái token reward khi mà tham gia vào staking vân vân thỏa thuận đó là KeyFi phải chịu trách nhiệm tạo ra lợi nhuận từ các khoản tiền được cung cấp cho họ trong khi Celsius chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các chiến lược đầu tư của họ sẽ không ảnh hưởng đến việc họ trả tiền cho khách hàng khi mà người ta muốn rút tiền. Điều thứ bảy đó là mối quan hệ của các bên bắt đầu tan vỡ khi mà Kipai phát hiện ra là Celsius không chỉ thiếu các biện pháp kiểm soát an ninh cơ bản để bảo vệ hàng tỷ đô la tiền của khách hàng mà họ đang sử dụng tiền của khách hàng để thao túng thị trường tiền điện tử để đạt lợi ích riêng của họ. Ví dụ nghiêm trọng nhất trong điều này đó là việc Kipai phát hiện ra rằng Celsius đã tận dụng tiền gửi Bitcoin của khách hàng để làm tăng giá crypto riêng của họ có tên gọi là Celsius sao Token. Có nghĩa là KeyFi cáo buộc Celsius không những là hoạt động như là một cái công ty Ponzi mà còn dùng tiền khách hàng để mà đẩy giá của đồng sale lên nữa. Kế tiếp đó thì KeyFi cũng đã biết về nhiều sự cố trong đó Celsius không thực hiện được cơ bản quy định kế toán dẫn đến nguy hiểm cho tiền của khách hàng. Một ví dụ bao gồm là Celsius không tính toán đúng cách các khoản thanh toán nhất định Còn nợ của hàng dẫn đến là khoản nợ 200 triệu đô la mà công ty thậm chí không hiểu tại sao mà họ nợ số nợ này Có nghĩa là công ty Celsius họ không biết làm kế toán đến nỗi mà họ tính toán làm sao họ nợ khách hàng 200 triệu Mà họ cũng không biết tại sao là họ nợ khách hàng 200 triệu nữa Đó chính là cái lời cáo buộc của Keyfi Kế tiếp đó thì Keyfi nói là những khoản lỗ đáng kinh ngạc này có nghĩa là hàng tỷ đô la tiền gợi của khách hàng có thể không được trả lại cho những khách hàng đó trong trường hợp khách hàng đó đòi lại tiền celsius không quan tâm đến những rủi ro này vì họ tin rằng hàng tỷ đô la tiền gửi của khách hàng mà họ đang quản lý là tài sản của họ cụ thể đó là điều khoản dịch vụ của celsius nói rằng tất cả các tài sản kỹ thuật số được chuyển tới celsius sẽ do celsius sở hữu và nắm giữ tài khoản của riêng mình có nghĩa là tiền gửi vào celsius thì giống như là gửi không phải là cho công ty sở hữu nắm giữ thay mặt người khác mà khi mà gửi vào thì coi như tài sản công ty có nghĩa là các bạn gửi tiền vào Celsius thì dựa theo cái điều khoản này đó các bạn là chủ nợ mà thôi các bạn đưa tiền cho họ chứ không phải là các bạn đưa cho họ để giữ giúp và nói thêm đó là điều khoản dịch vụ của Celsius nêu rõ rằng Celsius không thay mặt bạn nắm giữ bất kỳ tài sản có được số nào mà thay vào đó đó là sở hữu nắm giữ hoặc được kiểm soát bởi chính công ty Celsius khi mà KeyFi bày tỏ lo ngại về việc sử dụng tiền khách hàng của Celsius mà không có quản lý rủi ro thích hợp, thì giám đốc điều hành của Celsius như là Alex Masinsky đó liên tục đảm bảo với KeyFi rằng công ty đã thực hiện các giao dịch đảm bảo và có bảo hiểm rủi ro cần thiết để đảm bảo rằng là sự biến động giá cả sẽ không tác động tiêu cực đến công ty hoặc là khả năng trả nợ của công ty đối với người gửi tiền. KeyFi đã dựa vào những câu nói này và đã triển khai một số chiến lược giao dịch 11, nhưng những lời hứa này là dối trá bất chấp những đảm bảo lập đi lập lại, Celsius không thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro cơ bản để bảo vệ rủi ro, biến động giá cả vốn có trong nhiều chiến lược đầu tư. Những thất bại này không chỉ gây thiệt hại đến Celsius vì không thể tạo ra lợi nhuận mà còn khiến Celsius yêu cầu rút tiền của khách hàng đó không được đảm bảo, nghĩa là khách hàng tới rút tiền mà không rút được. Cụ giám đốc tài chính của Celsius cũng đã liên tục chia sẻ những vấn đề này với quản lý cấp cao của Celsius nhưng mà không có bất cứ một cái tác động nào. Đối mặt với các bằng chứng về sự vô tổ chức, quản lý yếu kém và gian lận của Celsius, Kifai quyết định kết thúc mối quan hệ với Celsius vào tháng 3 năm 2021 và Celsius trả đũa bằng cách là liên tục từ chối công nhận sự từ chức của Stone nghĩa là giám đốc điều hành của keyfi và sau đó từ chối trả keyfi cái phần lợi nhuận mà hai bên đã thỏa thuận dựa theo keyfi Và điều cuối cùng nói tới đây đó là Celsius quản lý sai hoàn toàn các khoản tiền của khách hàng không thực hiện được các hoạt động kiểm toán cơ bản, nội bộ để giải trình các nghĩa vụ của mình và thao túng tài sản tiền điện tử để phục vụ lợi ích riêng của chính họ. Đó chính là cái lời cáo buộc của công ty Keyfile đối với lại Celsius. Đây là thông tin các bạn thấy là chỉ mới có vài tiếng đồng hồ mà thôi và thường bây giờ vẫn chưa có cảm nghĩ riêng của mình là như thế nào. Tại vì đây là cái lời nói phiến diện của công, của công ty Keyfile mà thôi nhưng mà họ cũng đã chắc chắn đến nỗi mà họ điền đơn. Nhưng mà kiện công ty Celsius thì thật hơn như thế nào chúng ta sẽ biết à, uh, hy vọng là trong những ngày tới đây có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn các bạn nghĩ sao về việc có phải là sales là một hoạt động ponzi hay là không các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này Mới đây thì có một người có tên là Alex viết một cái bài thuyết ở trên Twitter lúc mà thằng đang làm cái video này đó Thì người này có tên là Alex Venevic Thì người này đã khác với lại Alex Masinski Alex Masinski là CEO của Salesforce Đây là một người mà ở trên Twitter đó giống như là muốn confirm đó là có biết người tên Jason Stone này Cái người mà làm đơn kiện đó và cái người mà viết cái bài thuyết ngày hôm nay Thì cái người Alex này đã nói là cũng biết Jason Stone và cũng có thể xác nhận được là hồi tháng 12 năm 2020 đó. Đây là một người mà cũng tạo ra những cái chiến lược DeFi đó thì cũng có một cuộc họp với lại Jason À, lúc đó đó là Jason đang làm việc cho Celsius và cái cuộc họp này đó là người này muốn giống như là bán một cái phần mềm giống như muốn đem một, một cái phần mềm cho Jason để mà xem thì có thể confirm là lúc đó Jason thực sự làm việc cho Celsius thì có thể là ít ra cái danh tính người này đó cũng đã được chứng nhận bởi một người khác ở trên Twitter nhưng mà cho tới thời điểm bây giờ đó thì Alex Masinkey vẫn tiếp tục im lặng. Các bạn thấy được là Alex Masinkey lần cuối cùng mà thuyết đó chúng ta có thể điều là, là, cách đây là khoảng chừng là gần một tháng rồi cả tháng qua đã không có thuyết đến từ Alex Masinski tất cả những cái thuyết đều đến từ cái Twitter chính thức của Celsius mà thôi và các bạn lên trên cái Twitter chính thức của Celsius đó, tới ngày hôm nay cái thuyết cuối cùng là, là cái tay một tuần và cũng không có chia sẻ thêm những cái thông tin gì gọi là hút cho cộng đồng hết chúng ta vẫn đang nằm ở trong một cái tình trạng là không biết là bên trong sao ra sao họ không cung cấp bất cứ thêm một thông tin gì cho khách hàng của họ về tình hình chung của công ty công ty của thuận cũng khá là bận ngày hôm nay cho nên thuận bắt đầu video hơi trễ bây giờ là cũng tối rồi bây giờ là hơn 9 giờ tối ở cali hôm nay thuận muốn à, nghỉ ngơi sớm một chút cho nên có một số những thông tin nhưng mà thuận sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn trong cái video kế tiếp Thường hồi nãy có chia sẻ là có hai ngày mai có một video đó nhưng mà nếu có thể thường sẽ chia sẻ với các bạn Nếu không thì ngày mốt thường sẽ làm một cái video chia sẻ thêm một số những tài liệu với các bạn Tại vì sau khi mà thường chia sẻ cái bài viết này liên quan tới sales thì nó cũng đã tốn một thời gian rồi Và thường hy vọng các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay Nhưng mà nào mà có cảm nghĩ gì về cái sự kiện này các bạn hãy comment ở bên dưới Và nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital Thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được giảm phí giao dịch đến đến 20% Hay là có thể nhận được bonus đến từ những cái sàn lớn như các bạn nhìn thấy trên bản hình Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn Yo. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got